Chuyên gia WHO nói, Việt Nam nghèo nhưng đó là một đất nước đoàn kết chống dịch. Đại dịch COVID-19 vẫn đang khiến nền y tế dự phòng Việt Nam đau đầu khi diễn biến hết sức phức tạp khi có những ngày ghi nhận tới gần 1.000 ca nhiễm mới. Và trong khi những y bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch thì đâu đó vẫn còn rất nhiều dư luận trái chiều mang tính kỳ thị phân biệt vùng miền chống dịch tại Việt Nam. Mặc kệ sự đời, việc ai người đấy làm thôi, chúng ta vẫn đang cố gắng đoàn kết cùng nhau bảo vệ sức khỏe toàn dân. Chuyên gia WHO đã từng nói, Việt Nam là một quốc gia nghèo nhưng đó là một đất nước đoàn kết. Chính tinh thần đoàn kết là vũ khí quan trọng nhất giúp người dân Việt Nam vượt hết làn sóng này tới làn sóng khác của đại dịch COVID-19. Trong hơn 2 năm chiến đấu với đại dịch COVID-19, không ít những lời chê dành cho y tế Việt Nam. Một tài khoản Twitter mang tên Kate Complaints còn cho rằng, thành công của Việt Nam chỉ là do may mắn. Mọi nỗ lực của chúng ta bị phủ nhận sạch trơn. Còn có những group người nước ngoài khác tố rằng, Việt Nam phân biệt đối xử với người nước ngoài trong tiêm phòng vaccine, người nước ngoài tại Việt Nam sẽ không được tiêm. Hay mới đây, một bình luận được lấy từ Vietnamese Awesome trong bài viết của một anh chàng nước ngoài hỏi về việc liệu người Việt Nam có hỗ trợ tiêm vaccine cho người nước ngoài hay không. Người Việt Nam không phân biệt chủng tộc đâu, nhưng họ phân biệt địa phương và gốc gác cũng đã khiến nhiều người tốt giận dữ. Chắc là nhiều người Việt còn nhớ câu chuyện phân biệt hồi mùa dịch còn ác liệt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, hơn 50 bang đã từng ở trong một cuộc chiến chạy đua. Thống đốc New York Andrew Cuomo ví von, hơn 50 tiểu bang đang cạnh tranh nhau về thiết bị bảo hộ và máy thở như một cuộc đấu giá trên eBay. Ngay cả trong nội bộ mỗi bang, có sự tranh giành vật tư y tế lớn chưa từng có giữa các thành phố, giữa thành thị và nông thôn. Thay vì chia sẻ đoàn kết, họ phân biệt và ích kỷ. Tại Đức, chính quyền bang Berlin cũng từng gây ra nhiều tranh cãi khi bị cáo buộc giữ đồ y tế của các bang khác và của các nước khác. Hay như Brazil đã trở thành một chúa hề của thế giới khi kỳ thị công khai các bác sĩ đến từ Cuba vì cho rằng Brazil đủ sức chống đỡ đại dịch. Rồi Brazil toang hoác đến tận bây giờ. Tại Ấn Độ, tờ India Times từng có bình luận, chúng ta có thể tốt hơn nếu không kỳ thị và phân biệt dân tộc. Việt Nam không giàu có như Hoa Kỳ, không phát triển như Đức, Brazil, không đông dân như Ấn Độ, nhưng Việt Nam giàu tinh thần đoàn kết. Đây cũng là yếu tố quyết định thành công của 3 đợt chống dịch trước. Chính chuyên gia WHO cũng phải thừa nhận rằng Việt Nam nghèo nhưng giàu tình đoàn kết. Việt Nam đã từng là một tấm gương chống dịch của toàn thế giới, là quốc gia chống dịch tốt dựa vào sự đoàn kết từ lịch sử đến hiện tại, tờ Counterpunch của Mỹ. Hay như đại diện WHO tại Việt Nam từng phát biểu rằng, Việt Nam là một bài học về đoàn kết chống phân biệt trong đại dịch với thế giới. Nikki ASEAN Review từng viết về cuộc chiến chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, là người Việt đã miệt mài hỗ trợ nhau trong hơn một năm qua, từ Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội và giờ là Bắc Ninh, Bắc Giang. Chuyên gia Hitoshi Mukai, một tình nguyện viên tham gia cuộc chiến chống dịch ở Bắc Giang, nhìn cái cách Việt Nam đối diện và ứng phó với đại dịch, tôi thực sự cảm thấy thán phục tinh thần đoàn kết tuyệt vời của dân tộc bạn. Ấy vậy mà dư luận những ngày gần đây lại dậy lên những làn sóng dư luận không hay. Bắc chửi Nam, Nam chửi Bắc, chỉ dựa vào một vài dòng viết trên mạng xã hội, một vài tin nhắn không biết từ đâu mà có, rồi nhiều trang thông tin lớn các vùng miền nghệ sĩ cũng lao vào khẩu chiến và kích động. Không ai bình tĩnh ngồi lại phản biện, xem xét xem thực hư như thế nào, thông tin có chính xác hay không, người ta cứ chửi hết lời đã. Giữa những thông số bẩn về phân biệt vùng miền, thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 5.000 ca nhiễm, mỗi ngày có tới khoảng 500 ca nhiễm mới, đáng lẽ phải được viral lại bị lọt thỏm giữa những thông tin xấu độc. Như chúng ta thường nói, người ta chỉ thích phán xét thôi, chứ không bao giờ chịu bắt tay và làm. Nếu thực sự bao dung và hào sảng thì phải nhắc nhở, chỉ bảo hay thậm chí là chỉ trích người khác làm sai là đó là nếu như họ sai thực chứ không phải là phán quyết họ sai chỉ dựa vào một vài dòng viết trên mạng xã hội. Và cần nhớ rằng, những điều trên không đồng nghĩa với việc phân biệt vùng miền, miệt thị đội ngũ y tế đến từ bất cứ đâu, bất cứ một hành vi miệt thị đội ngũ y tế của thành phố Hồ Chí Minh hay Hải Dương, Khánh Hòa đều là thiển cận, là quy chụp. Chúng ta hãy gạt bỏ sự hoài nghi về việc Việt Nam phân biệt vùng miền trong chống dịch bằng suy nghĩ những kẻ đang tỏ ra phân biệt là những kẻ có tư tưởng phản động và luôn rình mò chống phá chính phủ. Khi dịch thì không thấy mặt đâu giúp dân, nhưng cứ làm gì đó để bắt lỗi là hắn lại có mặt ngay. Thực chất, Việt Nam chúng ta rất đoàn kết, dân tộc ta luôn đồng lòng.
Ai cũng muốn làm việc tốt, những chặng đường từ suy nghĩ đến hành động cần lòng dũng cảm lẫn điều kiện cho phép nữa. Nên là vì cái gì cũng được, khi đã là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, các bạn trẻ ấy, bất kể là Hải Dương hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở đâu trên đất nước ta, đã chọn trở thành tuyến đầu chống dịch trong những ngày khó khăn thế này, đều là một việc đáng trân quý. Hành động nào từ trái tim thì nên đáng được đón nhận bằng cả trái tim. Việc này không khó, mỗi người chỉ cần đổi góc nhìn là được. Hãy thử là họ một lần xem, ở bất cứ địa phương nào trên đất nước Việt Nam, con người đều phồn hậu, tính hào sảng, hiếu khách và trọng nghĩa. Đối đãi tử tế giữa người với người, người ngoài cũng đã công nhận điều đó khi đã từng trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam. Không có một thành phố Hồ Chí Minh nào lên tiếng tố lòng tốt của đồng bào, cũng chưa bao giờ rủa xả vào sự hy sinh của người khác hay phân bì so sánh thiệt hơn, thành phố Hồ Chí Minh kiên cường chưa bao giờ gục. Người ta thường nói rằng, nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Nhưng với bất cứ tỉnh thành nào của Tổ quốc trong cuộc chiến chống đại dịch, dù đi nhanh hay đi xa, đều cần đi cùng nhau. Suy cho cùng, đây không phải là cuộc chiến chống dịch của riêng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Dương, Bắc Ninh hay tỉnh thành nào khác, mà là cuộc chiến của cả dân tộc Việt Nam. Đó chỉ là câu chuyện của số ít những người nhiều chuyện rảnh rỗi mà thôi. Nhìn ra xa hơn, những câu chuyện về tình người trong ngày chống dịch vẫn đang khiến chúng ta cảm động, khiến cả cộng đồng quốc tế phải nể phục về tinh thần Việt Nam. Tại các tỉnh miền Trung, Nam, thương lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ dưới nhiệt độ 40 độ, người dân đã lợp lá cọ làm thành mái che để giúp các chốt bớt nắng nóng. Các trạm chốt chủ yếu trên các tuyến giao thông trọng yếu, giáp danh với các huyện và đường đi lối mở khu vực cho các xã biên giới. Tại các điểm chốt có ít cây cối nên rất nóng bức, đặc biệt gần đây, nhiệt độ luôn trên 40 độ C cùng với gió Lào, phơn Tây Nam thổi mạnh càng khiến các điểm chốt thêm ngột ngạt. Vì vậy, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, người dân đã nghĩ ra một sáng kế, đó là chặt lá cọ số ủng hộ chốt phòng chống dịch COVID-19 để che mái, giảm sức nóng cho lực lượng trực chốt. Phong trào này được tổ chức khắp nơi trên địa bàn huyện, điển hình là cụ Nguyễn Văn Đình, 88 tuổi, đã hiến một vườn cọ khoảng 1.000 lá, 30 cây tre và 50 cây nứa cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện để phục vụ làm lán chốt kiểm soát dịch bệnh cho quê nhà. Ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cho biết, trạm chốt phòng dịch COVID-19 ở xã Đại Đồng chốt tuyến giao thông trọng yếu quốc lộ 46B giáp danh với xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Mỗi ngày phải có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh. Trạm chốt chủ yếu được dựng bằng vải bạt, khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ thì nóng như lò lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe tới lực lượng canh gác. Thật mừng là bà con đã tình nguyện trở lá cọ xuống lợp mái để chống nóng, ông Hòa nói. Đúng như chuyên gia WHO đã nói, Việt Nam nghèo nhưng chúng ta đoàn kết, những suất cơm tình nghĩa, những cốc nước, tấm lợp mái chòi chống dịch là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần của người Việt Nam. Từ trong lịch sử đã như vậy và mãi mãi sẽ là như vậy. Việt Nam tự hào là một quốc gia thống nhất tràn đầy tình thương yêu. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.